Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 14 tháng 4 tại tiệm vàng BI ở khu phố 8, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An. Trong lúc bà NTHV, chủ tiệm đang đứng bán cùng nhân viên, một thanh niên vào hỏi mua một lắc khoảng 3 chỉ vàng loại 24K chủ tiệm lấy vàng ra cho thanh niên này xem, đối tượng đồng ý mua. Khi bà về chưa kịp đưa thì thanh niên này giật lắc vàng từ tay rồi bỏ chạy ra ngoài, leo lên xe máy định phóng đi. Chủ tiệm vàng nhảy qua tủ kính, lao ra giữ đầu xe máy, đồng thời chi hô cướp. Lúc này, anh Hát thuộc tổ dân phòng ở gần hiện trường, khi nghe tiếng chi hô đã nhanh chóng cùng người dân truy đuổi theo tên cướp. Anh Hát đã quật ngã tên cướp và cùng chủ tiệm vàng, ba người dân khống chế bắt giữ, giao công an huyện Bến Lức xử lý. Camera an ninh tại tiệm vàng đã ghi lại toàn bộ sự việc. Nam thanh niên được xác định là Nguyễn Hữu Thoại, 34 tuổi, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Hiện đối tượng đang được công an huyện Bến Lức tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp tài sản. Tối ngày 14 tháng 4, Công an tỉnh Nghệ An thông tin phòng cảnh sát hình sự vừa phá thành công chuyên án triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, bắt giữ 3 đối tượng bao gồm Nguyễn Văn Điều, chú huyện Hưng Nguyên và hai đối tượng cùng chú huyện Nghi Lộc gồm Nguyễn Văn Duyệt và Nguyễn Văn Cương. Trong đó Duyệt và Cương là các đối tượng đã mang nhiều tiền án về nhiều tội danh. Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Điều là kẻ chủ mưu điều hành hoạt động của ổ trộm chó. Chúng thực hiện hành vi ở nhiều huyện như Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Trương, Nghi Lộc và thành phố Vinh. Nguyên văn điều tuyển đàn em có số má với nhiều tiền án tiền sự, rồi bao ăn ở, điều còn cung cấp công cụ như kích điện, bao sắc rắn, băng keo, xe mô tô gắn biển số giả để các đối tượng trên hành nghề. Sau khi trộm chó được từ nhà dân, điều sẽ thu mua rồi đem đi tiêu thụ. Khi thực hiện hành vi trộm chó, những kẻ này liên kết thành ổ nhóm, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và sẵn sàng sử dụng súng tự chế, nỏ bắn để chống trả lực lượng chức năng. Người dân nếu bị phát hiện để tẩu thoát sau thời gian theo dõi, ngày 11 tháng 4 năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể là trộm chó. Ngoài Nguyễn Văn Điều, ban chuyên án còn bắt giữ thêm hai đối tượng khác cùng trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc gồm Nguyễn Văn Duyệt, sinh năm 2000 và Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1998. Duyệt là đối tượng đã có 3 tiền án và một tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Cũng giống như Duyệt, Cường cũng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 12 năm 2023 đến nay đã thực hiện hơn 50 vụ trộm và tiêu thụ chó trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, thành phố Vinh, Nghi Lộc với tổng khối lượng chó trộm được hơn 2 tấn. Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng và truy tìm bị hại trong chuyên án để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phòng cảnh sát hình sự công an Nghệ An thông báo những ai là bị hại của ổ nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an Nghệ An để phối hợp giải quyết. Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ông Huỳnh Phú Tân, 42 tuổi, chú tỉnh Bạc Liêu, xin khai thác kho báo 3 tấn vàng dưới lòng sông Cà Tì. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, ông Tân có đơn xin phép khai thác vật quý. Đơn vị đã phúc đáp và hướng dẫn ông thực hiện các nội dung theo quy định để được xem xét việc xin khai thác 3 tấn vàng do quân đội Nhật trôn giấu dưới sông Cà Ti. Tuy nhiên, ông Tân không thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn. Cụ thể, ông Tân không có phương án thăm dò và phương án khai thác vật quý, chỉ nêu ra một số ý về thời gian, cách thức thực hiện và xử lý tài sản sau thăm dò. Đồng thời, ông này không cung cấp được bất kỳ tài liệu, hình ảnh, thông tin nào liên quan để chứng minh được có diễn ra sự việc và nguồn gốc với nơi trôn giấu kho báu. Qua hai lần tới gặp và làm việc trực tiếp tại sở, ông Tân cũng không cung cấp được thông tin nào cụ thể, rõ ràng liên quan tới kho báu. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, ông Tân nói rằng chỉ nghe một người quen hiện đang sống ở Tánh Linh, khoảng 80 tuổi kể lại. Người này đặt vấn đề để ông Tân đứng ra xin khai thác chứ không phải cụ tổ phát hiện như ghi trong đơn. Tuy nhiên, ông Tân không chịu cung cấp thông tin cụ thể của người quen này. Từ thực tế trên, Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bình Thuận khẳng định không có cơ sở để xem xét giải quyết việc xin khai thác 3 tấn vàng dưới sông Cà Ti theo như đơn đề nghị của ông Tân. Ngoài ra, sở cho rằng vật quý mà ông Tân ghi trong đơn xin khai thác là vàng, không phải là di sản văn hóa nên không thuộc chức năng quản lý nhà nước của đơn vị đơn vị đã viện dẫn các quy định pháp luật hiện hành và cho rằng những nội dung xin khai thác 3 tấn vàng như trong đơn của ông Tân thì phải do Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài chính chủ trì. Ngày 12 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Huỳnh Nhật Vi, sinh năm 2003, trú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi và tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Như vậy trong vụ án này, kẻ bắt cóc bị khởi tố về hai tội danh. Bước đầu cơ quan điều tra xác định vì móc nối với một người nước ngoài tìm trẻ em từ 6 đến 12 tuổi dùng thủ đoạn để đưa các cháu về nơi vi ở. Sau đó, Vi ép buộc các cháu thực hiện một số hành động có tính chất nhạy cảm để vi quay phim, chụp ảnh gửi cho đối tượng người nước ngoài và vi sẽ được trả tiền công. Như đã thông tin trước đó, vi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ và tiếp cận hai bé NKTM 7 tuổi và LHTL 3 tuổi khi hai bé này đang cùng mẹ bán kẹo ở khu vực trước nhà hát thành phố. Lúc này, Vi dùng tiền và kẹo để dụ hai cháu bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường ở quận 1, quận 8. Từ quận 8, Vi tiếp tục dùng xe công nghệ đưa hai cháu bé về giam giữ tại căn hộ vừa thuê nói trên. Tại đây, Vi dùng tiền, bánh kẹo, hứa mua đồ để giữ hai cháu bé ở lại. Tổ công tác của công an quận 1 và phòng PC02 đã phối hợp với công an quận Bình Thạnh kiểm tra căn hộ của Vi, giải cứu thành công hai bé gái. Lực lượng công an đã bàn giao hai cháu cho người thân, đồng thời bắt giữ Phạm Huỳnh Nhật Vi để đấu tranh làm rõ. Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc liên quan đến sự cố y khoa thai nhi mất trong bụng mẹ tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc ở Hà Nội. Trong công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế Hà Nội và bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, hôm 12 tháng 4, bên cạnh yêu cầu bệnh viện tiếp tục giải quyết sự cố y khoa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Y tế còn đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội chỉ đạo phối hợp với bệnh viện cơ quan chức năng để giải quyết các công việc phát sinh nếu có. Bộ đề nghị ngành y tế thủ đô hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện trong quá trình giải quyết sự cố y khoa này. Trong trường hợp cần thiết thành lập hội đồng chuyên môn, có thể mời các chuyên gia của Bệnh viện Phụ sản Trung ương để có thêm thông tin về quá trình khám bệnh, chữa bệnh của bệnh nhân TNG sau khi chuyển tuyến từ Bệnh viện Thu Cúc sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương hôm 27 tháng 3. Trước đó, sau khi gia đình tố Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tắc trách khiến thai nhi mất ngay khi còn trong bụng mẹ, Vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em thuộc Bộ Y tế đã có công văn khẩn đề nghị bệnh viện kiểm tra xác minh thông tin phản ánh. Hôm 11 tháng 4, đơn vị này đã nhận được báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội và báo cáo kết quả họp hội đồng chuyên môn của bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc về sự cố y khoa khiến thai nhi mất khi đến khám thai và sinh con tại bệnh viện này hồi tháng 3 năm 2024.